Rồi, chào mừng anh em ha. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay là ngày 15 tháng 12. Ngày hôm qua thì ngày Valentine rồi anh em. Ăn Tết xong thì vui vẻ rồi. Anh em bắt đầu công việc mới của một năm mới ha anh em. Rồi, bắt đầu thôi. Trước khi vô năm mới thì mình cũng xin cảm ơn anh em ha, đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Rồi, lời đầu tiên mình sẽ chúc tất cả các anh em cùng gia đình năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, luôn luôn trẻ và khỏe và đẹp, quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó ha. Rồi, vui vẻ nói. Rồi, mình sẽ có hai cây nữa ha. Hôm nay thì ngày 15 tháng 2 đầu năm thì mình có hai cây. Hai cây này thì mình lựa ra cũng hai cây cũng khá là đẹp nè anh em. Như cây này nè, như cây đó thì nó cái dòng mái này nó anh em thấy nó không đẹp ha. Nhưng mà tại vì cái dòng của nó là cái loại nó là như vậy ha. Nó thiếu cái thùng thôi anh em. Thiếu cái thùng giấy cắt tông á. Để đóng nó lại thành là nó thành cái máy mới thôi. Cây này mình lựa ra để trong cũng rất là nhiều cây nhưng mà mình lựa cây này ra nó khá là đẹp, cho nên là mình làm clip đầu năm chia sẻ với anh em ha. Giá cả thì mình cũng có để trên video hết à. Anh em coi từ từ ha. Cây này thì 3 cây này 63 nè ha. Thùng thì 25 26 lít lận ha. Cây này cũng vậy. Nó cây này 60. Nhưng mà mình nói lại nha, động cơ này là giống nhau y pin nha hết á. Động cơ này nè, chỉ có đời trước đời sau chút đỉnh thôi, chứ còn cái này, động cơ là như nhau hết nha. Cây này cũng Kawasaki, cây này cũng Kawasaki nha. Hai cái này là cái dòng động cơ nó là Kawasaki hết á. Cây này 63cc, cây này thì 60cc. Cây này hơi cao, chiều cao nó hơi cao hơn chút xíu là anh em nhìn thấy đó, nó cao hơn tí tiền ha. Đó. Cái phọt máy nó khác hơn chút xíu thôi. Tại cái hãng này của hãng khác mua về làm. Mua động cơ của Kawasaki về làm nó khác chút. Cái thằng này thì của hãng Kubota ha. Cũng mua động cơ Kawasaki về làm, nó phọt nó hơi khác nhau chút, nhưng nó cũng là một chỗ một thôi. Cái động cơ này thì Super Sport là siêu nhẹ nổ nữa ha. Cái dòng này cũng tương tự gì đó, nhưng mà cây này thì cánh quạt nhựa nè ha. Cây này quánh quạt nhựa, cây này cũng cánh quạt nhựa luôn, nhưng cây này thì tay sắt, còn cây này thì tay nhựa ha. Cái tay lên ga chút nữa mình chỉ cho anh em ha. Hai cây thì độ mới nó anh em đánh giá giùm mình đi, chứ theo mình thấy là từ đó giờ mình làm cái dòng máy như này nè nha, cái kiểu máy như này của hãng này một hoặc gì đó, thì lần đầu tiên mình thấy hai cây này thì nó mới nhất, đơn giản như thôi ha. Cho nên mình lựa ra để phục vụ anh em nhân dịp đầu năm ha. Rồi, không làm mất thời gian anh em, để mình vô video mà đi. Tên của nó nè, tên của nó ha, ngày 15 tháng 2. Để mình bán cây này 4,5 kg nha, nó nặng 12 kg, 12 kg mấy gì đó. Rồi cây này cũng vậy ha, mình sẽ bán cây này tới 5,5 kg luôn ha. Tại sao mà nó có giá mà cao như vậy ha? Cái dòng này anh em thường thấy 3 triệu mấy, 4 triệu trở lại ha, nhưng sao cây này nó lên tới 4,5 kg? Cây này hồi xưa mình cũng có gặp một cây như đây, gì đã bán về Bính Tiền Giang hay gì đó mình không nhớ, nhưng mà bán cho anh em về Tiền Giang cái này cũng mấy năm rồi. Bây giờ mới gặp lại nó có đẹp như gì ha. Cây này cũng vậy, rất là đẹp và chỉnh chu, cho nên giá thành nó thì không nhẹ miếng nào ha. Anh em mua những cây này thì cái lợi được của hơi nó hơi hẹp cho anh em chút xíu là cái giá thành nó hơi cao ha. Nhưng bù lại anh em xài cỡ 3 năm sau, 3 4 5 năm sau nó bằng những cái cây máy thông thường mình thường bán, có nghĩa là nó mới bắt đầu cũ cỡ khoảng đó, cho nên mình mua giá nó hơi giá thành cứng nhưng mà độ tin cậy nó cao. Thứ hai nữa thì nó đẹp. Thứ ba nữa là cái nó lâu cũ anh em ha. Tới khi nó cũ bằng như những cái máy khác không phổ thông kia thì mình có xài được 4 5 năm ha, nó mới cũ bằng. Cho nên ý mình nói muốn nói là cái độ mới của nó ha. Mà nói được mới sao? Nó mới như thế nào? Thì đây. Giờ mình sẽ review từ chút luôn ha. Anh em coi sơ thì biết rồi. Còn đây là cái số series của nó ha. Tem mạc thì đầy đủ ha, anh em không cần phải lo ha, ốc thì inox hết toàn bộ rồi ha. Đây nè, anh em có nhìn cái độ mới của nó nè ha. Cái bogey của nó nè, anh em nhìn thì nó giống như phu thùng thôi. Chứ gì á, giống như đồ phu thùng nhá. Nó không có đáng, không có gì. Nè, còn cái bình xăng con thì cũng giống như máy phu thùng thôi. Nè, cái này 7 màu đó ha. Còn 7 màu luôn anh em nhìn kỹ nha. Nó chưa xét chưa gì á. Không có một con ốc nào xét đâu nè. Còn như giật nè anh em nhìn thấy ha, là ốc 7 màu hết nha.
anh em coi giùm mình ha. Nó vàng như vàng 24 luôn đó, chứ đừng nói là vàng 18. 18 thì hơi ít đó, ha. Anh em coi nè. Mấy ốc lóc bồ nằm. Ốc bồ trong bồ mà nó vàng như gì đó, anh em nghĩ đi. Cái máy này nó mới cỡ nào ha. Cái bồ nè, cái vàng kè đó ha. Cái bồ nè, chưa có một miếng sét nha. Thậm chí cái tới con ốc bồ. Nè anh em coi, ốc bồ nè. Cái bồ, ốc còn bóng luôn á. Cái vàng kè, cho nên là nó như mới nè. Cái cây này thì nó như mới. Cho nên anh em xài thì mấy cái khoen này anh em nhìn nó đi. Để mình vệ kỹ cho anh em coi những ốc trong nó. Mấy ốc trên nền máy anh em coi nha. Nó vàng tới luôn á, nó vàng như vàng 24 luôn chứ đừng nói là ít có, ít gặp. Mấy ốc chưa có một miếng sét 7 màu hết trơn á. Nệm lưng riêng hết nha, tất con tật. Nam coi mấy ốc vàng vàng tươi luôn à, 7 màu. Mấy chỗ này nè, chỗ này nằm dưới đất dễ xét lắm, nhưng mà cái này chưa xét luôn. Nó hơi ten ten chút, 7 màu còn, ốc 7 màu. Ốc này là inox hết nha nè, không lo xét gì hết. Nè, 24 lít thì nó làm dấu tới đây nè ha. Anh em coi lên tới đây là 25-6 lít rồi ha. Cái thùng này, thùng này thì nhựa này thì chắc. Cái chữ này hình như mình nhớ là nó chữ Isuzu, Suzuki, Isuzu thì phải. Cái hãng này nè. Nhưng mà nó viết nội địa Nhật mà, anh em không cần lo ha. Mắc hình da băng rồi thì nó đóng hết trong này, anh em nó đóng trong máy này nè, ha. Trong lóc anh em mở 4 ốc người mở giúp giật này ra là thấy trong đó lóc nó cũng đóng mắc hình da băng đầy đủ hết ha. Nè. Là một hàng nội địa cho nên là anh em không cần phải lo gì hết, là nhìn anh em biết rồi. Giờ quan trọng bây giờ cái máy nổ đi ha. Mình giờ để mình test máy. Bơm xăng ha, anh em thấy bơm xăng nè, thấy xăng chảy qua cái ống lớn này thì kéo le lên ha, lên ga chút nha, lên cỡ số 2 đi, mà giật nổ mà mở lên ra, giật nhẹ nha anh em, đừng có giật mạnh nha. Nghe tiếng nổ cũng kiếp mà. Tươi gói luôn á, đẹp tuyệt vời, quá đẹp. Cái máy nó nổ là anh em nhìn nghe bình 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 phong phong căng hơi căng cánh quạt. Rồi xuống hết ga tắt ha. Cái dòng máy này thì nó không có công tắc, xuống hết ga là tắt à. Mình nhắc lại nha, cái này tay này thì tay tắt ha, nhưng cánh quạt này là cánh quạt nhựa nha, cho nên giá thành cây này cũng khá là cao, là chỗ đó ha, nó là nhựa đó nha, cho nên là không có gãy. Cái bình xăng là bình xăng chứa xăng cực lớn, cho nên em đi làm thuê làm mướn rồi hỏng thì mình đã làm rồi hết nè, hỏng với ban liệu rồi mình làm rồi hết rồi, anh yên tâm ha. Có khi nó dài quá rồi mình không có quay cho anh em coi tỉ mỉ được, chứ là video nó dài chứ. Nè, anh em coi bốn ngón tay của mình mà đút xuống được lọt hết là anh em biết là nó rộng cỡ nào ha. Nè anh em nhìn nè, bốn ngón tay của mình á, anh em không có cần phải lo lú dài lú mộng như thế, mình bao phần đó hết. Nè, cái này mình nói lại nha, mình bán cái này 4,5 triệu luôn nha, anh em cân nhắc ha. Nhìn kỹ là anh em biết liền, nó mắc hơn 500 ngàn cũng anh em đừng ngại nha, tại vì nó xài 5 năm sau thì nó mới cũ bằng mấy cây thường thường mình, cái dòng phổ thông bình thường ha. Nên cây này nó mắc hơn vài trăm ngàn thì anh em không phải lo lăng tăng gì hết đó ha. Rồi đây là cây thứ nhất ha, và cây thứ hai nè, mình đi nhanh chút xíu ha. Cây này mình bán 5,5 triệu nha, nó ngày 12 kg rồi. Tên của nó là Kubota rồi, anh em biết rồi ha. Cái này là của hãng Kubota, nó mua thôi, mua động cơ Kawasaki về đó làm thôi. Ở bên Nhật thì nó có lại lợi thế cái đó, anh em không cần phải lo gì hết. Đây mắc hình da băng rồi thì nó đóng hết, đóng ở trong này nên thậm chí những cái này nó còn đóng nữa nè. Anh thấy nó đóng, anh em thấy nó đóng là nó đóng trong ha, chứ không đóng phô, nó không phô trương ở ngoài như anh em nhìn thấy các hãng khác. Nhưng mà đồ Nhật á thì nó sẽ đóng ở trong, thậm chí tới cái chụp giật tất cả những cái gì nó cũng có đóng hết á, nhưng mà mình lại không thấy đâu, nó nằm ở trong á, nó nằm lật sau lưng.
Rồi cây này thì nó mới chỗ nào, nó đẹp ở chỗ nào mà giá thành tới 5,5 triệu. Cái dòng này nha, mình nói lại nha, mình gặp nó rất là ít ha. Còn mới được như gì là rất là ít. Cho nên máy thường, thông thường thì 4,8-5 triệu thì nó rất là nhiều. Nhưng mà cái dòng nó lấn lên từ cái giá mà từ 5,5 triệu trở lên thì nó rất là ít nha. Lâu lâu mình mới gặp. Cho nên là nó đẹp chỗ này nè anh em, đây nè. Anh em nhìn cái máy ha. Nè, ốc vít. Cái bugi này cũng như bugi mới thôi, cái cây này thì nó thiếu cái thùng cắt tông thôi, cái thùng giấy bao quanh đó. Để là nó trở thành cái máy mới thôi anh em, chứ không có gì hết á. Cây này. Anh em nhìn nè, nè cái bình xăng con nè ha. Không một dính một miếng bẩn nào, mình rửa sơ sơ mình rửa xăng thôi. Mình vệ sinh bình xăng con này rồi nha em. Nè, cái tay le anh em nhìn nè. Nó vàng chẻ luôn ha. Còn 7 màu. Nè, ốc này cũng vậy ha. Để anh em coi cái cọng dây giật nè. Nhìn thấy cưng lắm. Nó mới, nè. Cái dòng Super Sport này là siêu nhảy nổ, mình nói hoài đấy ha anh em thấy không. Nè, cọng dây giật nè. Cái dòng này thì nó là siêu nhảy nổ, cho nên là IC tổ hợp, anh em không cần phải lo. Ha. Nó nhảy nổ lắm, anh em giật nhẹ gì mà mình cái nổ mà máy Nhật cũng là anh em nên giật nhẹ, không nên giật mạnh. Giật mạnh không để làm cái gì. Anh em cứ giật lên căng dây giật nhẹ qua nửa vòng là nó nổ thôi, nửa vòng giật là nó nổ thôi. Anh em thấy nó đóng mắt hình cho băng rồi thì nó đóng mấy chỗ này nè. Cái máy này nó cũng có đóng trong lốc máy, nó cũng đóng hết, nhưng mà nó đóng ở sau lưng nó cái chụp này thôi. Anh em dỡ nắp chụp ra thì thấy nó trống nè. Anh em nhìn thấy nè, ốc từ con ốc nó đẹp từ con ốc luôn nha. Cái này cái màu này nè là cái màu truyền thống của nó nha, nó không bóng bẩy, nó không qua Mỹ, nhưng mà nó đầm 5 năm sau. Anh em xài 5 năm rồi nó vẫn là y như vậy nha. Mình nói lại nha, chứ không phải là mình sơn bóng hay là nó cái gì. Bây giờ anh em tin đi, anh em sao xài 5 năm sau nó cũng vẫn còn sạch sẽ, nó bóng đẹp như vậy, chứ không gì chứ. Cái độ mới nó có rồi đấy, hay là anh em có làm gì. Nó đã mới mình mới chùi rửa nó mới ra mới, chứ còn không, khi đã cũ rồi không thể làm cho nó mới lên được nha anh em. Cái mấy người ta nói, anh em nói là cái đại tu rồi tân trang rồi cái đó, dù cái thế nào đi ăn nữa, làm thế nào chăng nữa, nó vẫn là nó cũ, nó đã cũ rồi, mình có làm gì nó vẫn là cũ. Nó mới, nó làm gì nó cũng là mới. Anh em cái máy mới mà anh em đem lấy trình tha lên, hoặc là lấy bụi để bụi bít hết, nhưng mà nó dù ra nó vẫn là máy mới vậy thôi. Mà cái cũ anh em làm gì sơn sửa tất cả mọi thứ, làm gì nó cũng không thành máy mới được, nó vẫn là máy cũ thôi. Cái độ mới nó có là cái chất của nó là cái chỗ đó. Anh em nhìn nha. Anh em nhìn bên ốc nè. Nè, bugi nồng nè. Anh em nhìn thấy cái bô mà nó bóng như gì nè, anh em biết rồi ha. Bô sơn nó chưa có một miếng nào mà nó xét hết nè. Nó bóng nè. Anh em nhìn mấy chỗ này nó bóng như vàng 18 ha, 22 nó quá vừa ha. Anh em nhìn cái bô này nè, cái con ốc bô này nè. Anh em để cho mình ha. Anh em nhìn ốc bô này. Anh em nhìn kỹ đi. Anh em xài 10 năm sau cái ốc bô này chưa xét mà. Hiện giờ những cái dòng phổ thông khác bình thường là con ốc bô nó đã xét hết nè. Nè, nó không còn bao nhiêu 7 màu như gì đâu nha. Ha, con này mà bô mình chưa mở nha, mình cũng chẳng có kiểm tra nó được đó. Không có kiểm tra nòng đâu. Mình không có mở ra cho nên là nó vẫn còn zin hết. Miếng lót nè. Cái dây này dây đồng nha. Cái dây này để chống cái hiện tượng tĩnh điện á, ma sát tạo ra điện á. Rồi, anh em nhìn cái chỗ này nè, ốc chính này ha. Đó, cái cây ti nè, anh em nhìn nha. Nó vàng như là mạ vàng luôn nè ha. Anh em nhìn xuống nè. Nó như mạ ốc với nó mạ như là mạ vàng 24 luôn nè. Đây nè, anh em nhìn bằng quay bằng video nó mình không thấy. Nó rõ lắm đâu. Quay bằng nhưng mà anh em về nhà anh em coi lại cho mình đi. Mình nói không sai đâu. Nó như mạ vàng với anh em nè. Vàng 14, 24, 28, 14, 18 gì đó. Nhưng mà ý mình nói nó đẹp thôi, chứ không phải là nó giống vàng lắm. Nó mà 7 màu, đẹp tuyệt vời ha. Còn cái niệm lưng, dây quải đồ là ghim hết tất tần tật nha. Anh em nhìn mấy chỗ này nó chưa xét nữa nè. Nè, tem nè. Ha. Tem mạc cây này còn đầy đủ hết, thùng 26 lít nha. 25 lít tới đây nè. Đó. Rồi lên tới đây 26 nè. Nè anh em coi nè. Cái chỗ này nó đổ quét luôn nè, anh em coi nè. Này, nhìn cái cây này là vừa bụng liền, anh em nhìn thấy nó đẹp y như là mà bọc vàng lên vậy đó, vàng 14 lên vậy đó nè. Anh em nhìn mấy chỗ này cổ dê nó mới giật, cho nên cây này là thiếu cái thùng để thành cái cây máy mới thôi. Anh em coi này, cái chỗ này không bao giờ có một dấu nào nhận xét nữa hết ha.
ốc nghiến ốc hết, hỏng với van liệu đó thì mình đã làm hết rồi. Mình bảo cho anh em xài lú dài lú mộng luôn ha. Mình làm rất là nhiều năm mà cũng nhờ anh em phản hồi ý kiến rồi đóng góp ý kiến rồi rồi giúp phụ mình thực tế rồi làm sao sao cái vùng miền nó khác nhau, cái giống lúa nó mỗi vùng mỗi miền nó khác nhau, cho nên là cái dài độ dài ngắn cũng khác nhau, mà dài xạ dày thưa nó cũng khác nhau đó. Cho nên cái công suất máy mà để đạt nó phù hợp với anh em của mình đó, là Việt Nam của mình đó, thì thực ra cải thiện nó cũng là cả một vấn đề dài mấy năm trời, dài ngày lắm anh em. Cho nên đến hôm nay thì gần như nó chỉnh chu hết rồi ha. Nhưng mà làm sao mà chỉnh chu cho bằng người ta thiết kế được, kỹ sư được, nhưng mà mình làm phù hợp với mình nhất có thể, chứ kỹ sư Nhật họ thiết kế cũng chưa hẳn là đã phù hợp với vùng miền của mình được. Nhưng mà mình là phù hợp với vùng miền của mình được là nhờ anh em xài rồi phản hồi ý kiến rồi góp ý với mình, rồi mình sẽ cải tạo, mình chỉnh chu lại, chỉnh từ đến ngày hôm nay thì nó đã chỉnh chu gần như là có thể đáp ứng được hết mọi điều kiện, mọi vùng miền của anh em của mình, xạ dày, xạ thưa, xạ nhiều, xạ ít, giống ngắn, giống dài, mật độ cao thấp ô thôi, đủ thứ hết là anh em đã góp ý với mình, cũng nhờ anh em thôi, chứ người nông dân của mình thôi, chứ kỹ sư thì họ thiết kế thì cực kỳ thì hay là giỏi, mình không chê bai vậy không được, chê không được, nhưng nó phù hợp với vùng miền, nó khác nhau, mỗi ý tánh nết của một người nữa, mỗi người chạy máy nó khác nhau, nên anh em tánh nết của một người, mình sử dụng cái máy cũng là máy đó, nhưng mà khi mình tánh tình của mình điềm đạm thì nó sẽ chạy cái máy, cái tiếng nổ nó cũng sẽ khác, độ mòn nó cũng sẽ khác, mà mình gấp gáp, mình mạnh mẽ thì nó cũng cái tiếng máy nó cũng sẽ khác nữa, nên nó sử dụng cái độ bền của nó cũng sẽ khác nhau nữa. Có nhiều anh em thì rất là điềm đạm, chạy thì một lát một hồi sau máy nó nổ ổn định rồi bắt đầu mới xuống liệu, còn anh em không cần thiết, cái này rồi sàn dịch nổ là lên xuống liệu làm liền, lên hết tải liền đó. Có nhiều anh em thì không cần chạy hết tải mà chạy nửa tải thôi đó, như đó là cái độ mòn, độ ổn định của cái máy nó cũng sẽ khác nhau, cho nên đó là kỹ sư người ta thiết kế thì nó không có được hoàn chỉnh hết, phù hợp như nhiều người được, nhưng mà anh em sử dụng rồi phản hồi với mình đó, thì bây giờ mình đã chỉnh chu cũng khá là chỉnh chu lắm rồi. Mình nói nhiều một chút xíu ha. Đầu năm nói chuyện cho vui một chút anh em. Nhớ là mình bơm xăng đây nè ha, mình bơm xăng xong cái kéo lên rồi mình giật lên ga số 2 đi ha, mình giật nổ rồi bắt đầu mình kéo lên xuống nó mở nha, anh em kéo này xuống nó mở nè, kéo lên nó đóng nha, kéo lên đóng đi, đóng cho nó nổ đủ xăng qua đi, rồi bắt đầu nó nổ xong rồi nó muốn tắt rồi đó, cái bắt đầu kéo xuống lại ha, nó nổ nó tắt ha, rồi kéo lên xuống giật nhẹ lại. Mình nói lại tay nhựa, cánh quạt nhựa nha, cây này rất là nhẹ ha, không có gì mà mắc đâu anh em, tại vì nó tùy theo cái độ mới của nó, mình ít gặp, cho nên là anh em có những anh em Sài Gòn nha, mình có gặp nhưng mà mới như gì thì chưa thấy ha. Như dòng máy này nha, mình nói riêng dòng máy này ha. Nó phong trần nha, cái chụp này anh thấy anh rất là đơn giản ha, nó ngăn biệt giữa bô với nòng, nó không có làm chung, cái áo gió nó không làm chung, nó rất là phong trần ha. Bô thì chưa, cây ốc bô chưa có một dấu hiện sét, nó bảy còn bảy màu, anh em biết nó độ mới nó cao cỡ nào rồi ha, nó như máy khui thùng luôn cây này á. Rồi lần nữa mình coi lại cái này ha, tên của nó nghe anh em cần cây này thì nói mình cây này ha, alo mình ha, giá mình bán nè 5.500.000 nè, còn cây này 4.500.000. Rồi lần nữa thì mình nói lại ha, cây này 63cc tay sắt cánh quạt nhựa, còn cây này 60cc tay nhựa cánh quạt nhựa luôn ha. Đến từ hai thương hiệu thì nó khác nhau, nhưng động cơ là cùng nhau nha. Động cơ là của hãng Kawasaki, mình nhắc lại là động cơ của hãng Kawasaki nha. Anh em nào muốn kiểm tra nó cũng dễ đó, mình sẽ chỉ anh em cái chỗ ở phía dưới này nè. Lật cái máy lên dưới này nè, nhìn lên anh em nhìn lên vào trong này nè. Đó. Nhìn chỗ con dây bugi á, cặp bên dây con dây bugi nó sẽ có cái để cái tem bạc. Nhôm bạc, nhôm. Nó gắn vô đó nó báo hiệu cho mình là động cơ Kawasaki ha.
mình làm nhiều mà mình biết rồi, anh em cũng biết, xài nhiều anh em cũng biết mà. Rồi, lần nữa chào tạm biệt anh em ha, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nào cần thì alo mình ha. Năm mới mình cũng xin chúc anh em ha, rồi sẽ có quà cho anh em. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.